Thưa khán giả, nhằm khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa và giá trị lịch sử của sự kiện chiến thắng chia khu Ngã Năm, sáng nay ngày 22 tháng 12, tại hội trường trung tâm chính trị thị xã Ngã Năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức hội thảo khoa học Chiến thắng chia khu Ngã Năm, tầm dốc và ý nghĩa lịch sử. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Võ Chí Công, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nhân dân tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau và Kiên Giang, đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực 4 tham dự. Phát biểu chào mừng hội thảo, ông Trần Văn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ngã Năm khẳng định, chiến thắng chia khu Ngã Năm mang ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá, là kết quả của sự chỉ đạo quyết tâm, khai thác và phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, kiên trì bám trụ bám dân, xây dựng cơ sở vững chắc, mưu trí sáng tạo trong đấu tranh với kẻ thù xâm lược để giành thắng lợi hoàn toàn. Ngược dòng lịch sử trở về những năm 50 của thế kỷ 20, sau khi thay chân Pháp, đế quốc Mỹ đã thiết lập một bộ máy quân sự, cảnh sát khổng lồ và tiến hành đàn áp dã man đồng bào ta ở miền Nam. Tại Ngã Năm, nơi có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng về mặt quân sự và kinh tế, Mỹ Ngụy đã xây dựng chi khu quân sự Ngã Năm rất kiên cố, có tính quan trọng về chiến lược và tăng cường lực lượng, phương tiện chiến tranh để đánh phá, kìm kẹp nhân dân. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam, khu ủy, tỉnh ủy, quân và dân Thạnh Trị, Ngã Năm đã nhiều lần tổ chức tấn công bất rút, bất hàng, nhiều đồn bố của địch, giữ vững trận địa, giữ vững vùng giải phóng, căn cứ cách mạng. Trong đó có những lần giải phóng chi khu Ngã Năm và giành thắng lợi cuối cùng vào năm 1975. Ông Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh, chiến thắng chia khu Ngã Năm là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng, để lại rất nhiều bài học quý giá và ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Là kết quả của sự chỉ đạo quyết tâm, biết kết hợp nhuần nhuyễn phương thức chiến tranh nhân dân địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực khu. Đây là đỉnh cao nghệ thuật quân sự của đường lối chiến tranh của nhân dân. Hội thảo là một trong những hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng, tháng 4 năm 1992, tháng 4 2022, và chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và của dân tộc ta. Đặc biệt là tuyên truyền nhằm tiếp tục khẳng định tầm vóc, ý nghĩa to lớn của chiến thắng chia khu Ngã Năm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung và quê hương Sóc Trăng nói riêng. Hội thảo là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, với biết bao đồng bào đồng chí đã ngã xuống trên mảnh đất thân yêu giàu truyền thống đoàn kết yêu nước dũng cảm chống kẻ thù xâm lược. Hội thảo sẽ góp phần làm sáng tỏ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ chiến thắng chia khu Ngã Năm, cung cấp những luận cứ khoa học để giúp chúng ta vận dụng vào thực tiễn công tác quốc phòng an ninh của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Và qua đó còn góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh nhà, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử đã phân tích làm rõ tính chất trọng yếu của chi khu Ngã Năm trong việc đánh phá, kèm kẹp nhân dân của kẻ thù, sự chủ động và quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy Sóc Trăng, huyện ủy Thạnh Trị trong các trận đánh tiêu diệt bao vây bức rút, bức hàng chi khu Ngã Năm, vai trò của lực lượng vũ trang quân khu 9 trong các trận tiến công chi khu Ngã Năm vào năm 1962, 1967 và 1972, nghệ thuật quân sự trong các trận đánh chi khu Ngã Năm, đặc biệt là nghệ thuật hai chân ba mũi, nghệ thuật xây dựng pháo đài, nghệ thuật bao vây đánh lấn, phân tích về mốc thời gian trong hai lần tấn công chi khu Ngã Năm. Phát biểu kết luận tại hội thảo, bà Hồ Thị Cẩm Đào ghi nhận đánh giá cao và chân thành cảm ơn các cơ quan đơn vị, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và quý đại biểu đã dành thời gian viết bài tham luận, tham gia phát biểu thảo luận và tham dự hội thảo. Nhìn chung, các bài tham luận, các ý kiến thảo luận đã cung cấp nhiều tư liệu quý về các trận đánh tiêu diệt địch, bức hàng, bức rút chi khu Ngã Năm và cho thấy được tầm quan trọng của chi khu Ngã Năm đối với ta cũng như đối với Mỹ Ngụy. Các bài tham luận, các ý kiến thảo luận đã phân tích làm rõ tính chất quan trọng, đặc điểm tình hình địch ở chi khu Ngã Năm trong việc đánh phá,
kèm kẹp nhân dân và sự chủ động sáng tạo của tỉnh ủy Sóc Trăng, của huyện ủy Thạnh Trị, cũng như sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt, nghệ thuật quân sự qua từng trận đánh của quân và dân tỉnh Sóc Trăng, làm rõ hơn vai trò của lực lượng vũ trang quân khu 9 trong các trận tiến công vào chi khu Ngã Năm, phân tích ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của chiến thắng chi khu Ngã Năm. Qua đó đã làm rõ được một số vấn đề mà trước nay còn nhiều ý kiến khác nhau và đề xuất những nội dung để phát huy giá trị của chiến thắng chi khu Ngã Năm trong giai đoạn hiện nay. Chiến thắng chi khu Ngã Năm là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Sóc Trăng nói chung và Đảng bộ, quân và dân huyện Thạnh Trị Ngã Năm nói riêng. Kết quả của hội thảo sẽ cung cấp những cứ liệu lịch sử quan trọng để bổ sung, chỉnh lý tái bản lịch sử Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, sáng ngày 22 tháng 12, thị xã Ngã Năm đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022 và 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2022. Đến dự có ông Trần Văn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ngã Năm. Trong không khí trang nghiêm xúc động của buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa thắp hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh giành độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Sau khi dâng hoa thắp hương tại đài tưởng niệm, lãnh đạo thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã cùng lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên đến thắp hương từng ngôi mộ liệt sĩ. Và tối ngày 21 tháng 12, Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng hội thảo khoa học chiến thắng chi khu Ngã Năm, tầm vóc và ý nghĩa lịch sử. Tại đêm văn nghệ, các đại biểu và người dân trên địa bàn thị xã được xem và thưởng thức gần 20 tiết mục văn nghệ tân cổ nhạc với chủ đề ca ngợi về quê hương đất nước, về Đảng, về Bác Hồ kính yêu và quê hương Ngã Năm trong thời chiến và thời bình.